Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay, Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải 8 Tiền Giang 20, giải 8 Kiên Giang 24, giải 8 Đà Lạt 72 và bao gồm các giải 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay.
Giải đặc biệt Tiền Giang 603-618, giải đặc biệt Kiên Giang 907-866, giải đặc biệt Đà Lạt 478-064. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử xổ số miền Nam lần sau.